Rồi, xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt ở xa lộ Biên Hòa hướng về cầu Sài Gòn vào trung tâm quý vị. Chiều ngày mùng 4 Tết Đoan Ngọ 29 tháng 5 2017, hoàng hôn đang buông xuống vùng Thủ Đức quý vị. Bên tay phải là cái đường ray xe lửa trên không nối liền từ chợ Bến Thành về Suối Tiên Thủ Đức này, thì đang xây nè, công nghệ của Nhật Bản á. Bên trái gì thấy xe container nó chờ đèn đỏ kẹt xe ha. Độ bây giờ khoảng 29 độ C ấy vậy. Càng vô gần trung tâm Sài Gòn, lưu lượng xe càng dày đặc gì ha. Qua cầu Rạch Chiếc để vậy. Thank you.
phía trước thì đây là ngã ba Cát Lái á. Đăng Quang cái gì nằm ngay ngã ba Cát Lái. Rất là đẹp cái gì ha. Qua đây là quận 2 Sài Gòn nhé gì. Có mưa vậy nhiễu hồn. Đó, lâu rồi mới ngắm Sài Gòn lúc hoàng hôn cái gì ha. Đi từ xa lộ Biên Hòa đi vô đô thành Sài Gòn à. Từ từ tiến đến cầu Sài Gòn rồi vậy. Qua cầu Sài Gòn nhé gì. Rồi thấy cảnh hoàng hôn chiều mùng 4 Tết Con Ngọ vậy, 29 tháng 5 rồi.
ngắm hoàng hôn bên bờ sông Sài Gòn đó. Nhìn qua bên trái là toàn cảnh khu các cái building ở quận Bình Thạnh đó vậy. Qua bên kia là quận 1 á. Sông Sài Gòn thủy triều đang lên quý vị. Ngày mai là Tết Tân Ngọ 5 tháng 5. Giờ thấy mấy cái building ở khu quận 1 đó. Rồi qua đây là qua quận Bình Thạnh đó vậy, đầu đường Điện Biên Phủ á, hướng về ngã tư Hàng Xanh nè. Ok, thank you, see you quý vị nha.